Làm thế nào để bạn biết các đồ họa nào sẽ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn? Việc tìm kiếm các đồ họa phù hợp nhất với nhu cầu của bạn phụ thuộc vào độ phân giải của màn hình và loại trò chơi bạn chơi. Ví dụ, Nvidia GeForce RTX 3080 là tuyệt vời cho 4K. Nhưng nó quá mức cần thiết cho 1080p nơi AMD Radeon RX 6600 XT tỏa sáng. Độ phân giải màn hình của bạn càng thấp, bạn càng ít cần chi tiêu cho một card đồ họa. Ngoài ra, hãy cân nhắc các trò chơi bạn muốn chơi và tốc độ khung hình. Bạn có thể sử dụng Nvidia GeForce GTX 1660 Super cho mọi thứ từ Counter-Strike Global Offensive đến Borderlands 3. Nhưng bạn có thể cần phải nâng cấp lên GeForce RTX 3070 để chơi các trò chơi như Assassin's Creed Valhalla. Các đồ họa mới nhất của AMD và Nvidia không phải là thương hiệu mới, nhưng chúng vẫn là những các đồ họa tốt nhất mà bạn có thể mua. Vào năm 2021 có nhiều tùy chọn cho game thủ 4K, 1440p và 1080p. Mỗi tùy chọn đều mang lại tốc độ khung hình cao trong các trò chơi AAA mới nhất nếu bạn có CPU ở mức giá hợp lý. Chúng ta cùng sơ lược về các đồ họa tốt nhất nhé. Nvidia GeForce RTX 3080, tại sao bạn nên mua cái này, mặc dù gần bằng một nửa giá của 3090? 3080 của Nvidia mang lại hiệu suất gần tương đương ở 4K. Những game thủ có màn hình 4K muốn chơi các trò chơi AAA mới nhất ở tốc độ khung hình cao. Các RTX 3080 là phù hợp nhất cho các game thủ 4K người không muốn thỏa hiệp. Nó vượt xa RTX 2080 Ti của thế hệ trước một biên độ đáng kể trong khi ra mắt với mức giá chỉ bằng một nửa. Nó có thể duy trì trên 60 khung hình một giây để chơi game 4K trong các tựa game như Assassin's Creed Odyssey, mang đến trải nghiệm chơi mượt mà ngay cả những game đòi hỏi khắt khe nhất. Các tính năng của nó cũng không được chú ý. Các đồ họa Nvidia này được trang bị các lõi dò tia mới nhất cho ánh sáng chơi game chính xác, và bạn có thể tận dụng các lõi Tensor để nâng cấp động thông qua Nvidia Deep Learning Super Sampling DLSS. RTX 3080 cung cấp đủ hiệu suất để đảm bảo mua hàng, và hai tính năng này giúp nó vượt trội hơn hẳn. Nvidia RTX 3080 là các đồ họa tốt nhất để chơi game 4K. Nó đạt được một vị trí tốt trong thị trường cao cấp, cung cấp đủ sức mạnh để xử lý các tựa game AAA đòi hỏi khắt khe nhất mà không làm hỏng thẻ với bộ nhớ bổ sung vốn không hữu ích cho đa số game thủ. RTX 3080 là một các đồ họa thực sự của một game thủ, và nó là lựa chọn nên dùng vào năm 2021. Nvidia GeForce RTX 3070, tại sao bạn nên mua sản phẩm này? RTX 3070 là điểm sáng trong dòng sản phẩm hiện tại của Nvidia. Cung cấp đủ sức mạnh để đẩy một số trò chơi lên 4K mà không cần giá của RTX 3080. Game thủ PC phổ thông muốn có nhiều sức mạnh với mức giá hợp lý. Mặc dù RTX 3080 đại diện cho sự bùng nổ tốt nhất cho tiền của bạn trong dòng sản phẩm hiện tại của Nvidia, RTX 3070 không kém xa. Đó là một con quái vật 1440p, cho phép bạn tận dụng các màn hình tốc độ làm mới cao một cách dễ dàng. Nó cũng có thể đẩy một số trò chơi lên 4K. Mặc dù bạn có thể gặp khó khăn để duy trì 60 khung hình một giây trong các trò chơi như Assassin's Creed Valhalla với cài đặt tối đa. Đối với các trò chơi hợp lý hơn, RTX 3070 là một con quái vật. Nó có thể vượt qua 60 khung hình một giây ở 4K trong các trò chơi như Fortnite và Battlefield V, tất cả trong khi có tốc độ rẻ hơn đáng kể so với RTX 3080. Đây là một các đồ họa dành cho game thủ PC sẵn sàng thỏa hiệp trong một số trò chơi đòi hỏi nhiều tiền để tiết kiệm một số tiền. Tại sao không phải là RTX 3070 Ti mới hơn? Vâng,
ATX 3070 đại diện cho một giá trị tốt hơn. Trung bình, chúng tôi nhận thấy sự cải thiện khoảng 8% với mô hình T trong bài đánh giá ATX 3070T của chúng tôi. Điều đó không tệ đối với khoản phí bảo hiểm $100, nhưng ATX 3080 thể hiện mức tăng 14% so với ATX 3070T. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên gắn bó với một trong những kiểu máy không phải T. Nvidia GeForce ATX 3090, tại sao bạn nên mua cái này? ATX 3090 là một con quái vật của một các đồ họa có hiệu suất Titanes với một mức giá phải chăng có thể so sánh được. Những người đam mê PC, những người muốn những thứ tốt nhất trong số những thứ tốt nhất và có đủ ngân sách để mua nó. Nvidia đã đi một con đường khác với GPU 30 series của mình. Thay thế Titan ATX thế hệ trước bằng ATX 3090, đó là những gì chúng tôi tìm thấy ít nhất trong so sánh ATX 3080 so với 3090 của chúng tôi. Đó là một GPU quái vật bộ nhớ GDDR6X 24GB thể thao, 10.496 lõi CUDA khổng lồ và xung nhịp tăng 1.7GHz. Nếu bạn muốn những thứ tốt nhất trong số những thứ tốt nhất và không ngại trả tiền cho nó, ATX 3090 là phù hợp nhất với bạn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên mua ATX 3090 nếu bạn có thể tận dụng dung lượng bộ nhớ khổng lồ của nó. Các ATX 3080T là gần như giống hệt nhau trong 4K hiệu suất chơi game. Trường hợp tốt nhất cho ATX 3090 là nếu bạn sử dụng nó để chơi game với một số tác vụ năng suất ở bên cạnh. Nó có thể cắt nhỏ các tác vụ kết xuất và hoạt hình 3D cũng như các chương trình kép. Chỉ cần không mua GeForce ATX 3090 với hy vọng cắm nó vào một vỏ GPU bên ngoài. Đó là một con quái vật của một các đồ họa sẽ làm cho các trường hợp lớn hơn cũng cảm thấy nhỏ hơn. Nvidia GeForce ATX 3060T, tại sao bạn nên mua sản phẩm này? ATX 3060T vượt trội hơn hẳn so với hạng cân của nó. Những game thủ 1440p muốn có tất cả các chuông và còi hình ảnh. ATX 3060T là một các đồ họa cực kỳ mạnh mẽ, được coi là vị trí của nó trong dòng sản phẩm chơi game Ampe của Nvidia. Bên dưới ATX 3070, 3060T vẫn cung cấp bộ nhớ GDDR6 8GB trên bus 256 bit và chỉ có tốc độ xung nhịp giảm nhẹ 1.67GHz trên 3060T so với 1.72GHz trên 3070. Nó phù hợp nhất cho các game thủ 1440p. Muốn tốc độ khung hình cao mà không cần giá cao. Trong các điểm chuẩn, ATX 3060T đạt điểm cao hơn ATX 2080 Super của thế hệ trước. Thẻ có thể cung cấp trên 70 khung hình một giây trong các tựa game đòi hỏi khắt khe như Red Dead Redemption 2 với cài đặt Ultra ở 1440p. Trong các trò chơi như điều khiển, bạn cũng có thể tận dụng các tính năng như DLSS để tăng hiệu suất của mình. AMD Radeon RX 6600 XT, tại sao bạn nên mua cái này? Đây là các đồ họa chơi game 1080p tốt nhất hiện nay và các mẫu cũ rẻ hơn Nvidia ATX 3060. Game thủ 1080p với màn hình tốc độ làm mới cao. AMD Radeon RX 6600 XT không có giá trị lớn, nhưng trong thời điểm mà các tùy chọn GPU được định giá quá cao, điều đó hầu như không quan trọng. Điều quan trọng đối với RX 6600 XT là nó vượt trội hơn ATX 3060 của Nvidia bởi một mức lợi nhuận khá, và trên thị trường đồ cũ, nó rẻ hơn tới $150. Trong trung bình 5 điểm chuẩn chơi game, ATX 6600 XT cải thiện khoảng 11% so với ATX 3060 ở 1080p. Trên các điểm chuẩn của chúng tôi, nó đạt trung bình 117.6 khung hình một giây.
làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các game thủ 1080p với màn hình tốc độ làm mới cao. Nó chỉ đơn giản là một trong những các đồ họa 1080p tốt nhất mà bạn mua ngay bây giờ. AMD Radeon RX 6800 XT. Tại sao bạn nên mua cái này? RX 6800 XT mạnh ngang ngửa RTX 3080 và thậm chí còn mạnh hơn nếu bạn ép xung nó. Những người hâm mộ AMD quan tâm đến việc ép xung. Radeon RX 6800 XT là câu trả lời của AMD cho RTX 3080. Nó được định vị để cạnh tranh trực tiếp với các hàng đầu của Nvidia, nhưng nó có các thông số kỹ thuật cực kỳ khác biệt. Thông số kỹ thuật thú vị nhất là bộ nhớ GDDR6 16GB. Thẻ của Nvidia sử dụng bộ nhớ nhanh hơn, nhưng thẻ của AMD cung cấp nhiều hơn. Bạn nên mua thẻ này nếu bạn muốn chơi ở 4K nhưng không muốn thẻ giá của GPU Nvidia. Về hiệu suất, Radeon RX 6800 XT phù hợp với RTX 3080 trong hầu hết các tựa game có tính năng dò tia được tắt. Nếu bạn sẵn sàng ép xung các đồ họa của mình, 6800 XT thực sự vượt lên phía trước. Bộ nhớ đệm vô cực của AMD hiển thị trên RX 6800 XT cho phép thẻ đạt tốc độ xung nhịp rất cao, dẫn đến hiệu suất tăng đáng kể. Tuy nhiên, nó phù hợp nhất cho những game thủ không quan tâm đến việc dò tia. Nvidia GeForce GTX 1660 Super. Tại sao bạn nên mua sản phẩm này? GTX 1660 Super vẫn có thể trụ vững cho đến ngày nay, ngay cả khi các loại các đồ họa đã đi xa, game thủ 1080p đang tìm kiếm một món hời. Nvidia GeForce GTX 1660 Super trông rất lạ so với các card Ampe ngày nay, nhưng đừng đánh giá thấp nó. Nvidia GTX 1660 Super là tùy chọn GPU ngân sách tốt nhất vào năm 2021. Nó hoạt động xuất sắc ở 1080p, mang lại tốc độ khung hình trên 30 khung hình một giây trong các trò chơi đòi hỏi cao như Metro Exodus. Nếu bạn sẵn sàng giảm một số cài đặt, bạn có thể đạt được tốc độ khung hình cao hơn nhiều. Chúng tôi khuyên bạn nên gắn bó với GTX 1660 Super. GeForce GTX 1650 gần giống trong dòng sản phẩm, nhưng còn xa về mặt hiệu năng. Nvidia GTX 1660 Super cũng cao hơn thông số kỹ thuật tối thiểu của Oculus Rift S, vì vậy đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn quan tâm đến trò chơi VR. Bạn nên chi bao nhiêu cho một các đồ họa? Theo nguyên tắc chung, bạn nên dành khoảng 30% ngân sách của mình cho một các đồ họa cho PC chơi game. Đối với 1080p, bạn nên chi khoảng $300 đến $400 cho 1440p, khoảng $400 đến $500 và cho 4K. $600 trở lên, Radeon RX 6600 XT nhắm mục tiêu 1080p ở mức $379, GeForce RTX 3070 là tuyệt vời cho 1440p với giá $500 và GeForce RTX 3080 là thẻ video hoàn hảo cho 4K với giá $700. Tuy nhiên, các đồ họa được định giá quá cao vào năm 2021. Như hiện tại, bạn có thể phải trả gấp đôi số tiền bạn phải trả cho mỗi lần giải quyết. Hy vọng rằng điều đó sẽ thay đổi trong những tháng tới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!